Rồi, xin chào các bác nhé, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Thì hôm nay em đã lên cho bác mấy con bếp ga bác nhá, hàng thanh lý hết. Thì giờ thực tế là chỉ có hàng thanh lý thôi chứ không có hàng mới. Cái thời gian này thì hàng thanh lý thì các bác cứ lựa chọn xem cái nào nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình mình, cả giá cả đấy, đấy là điều quan trọng nhất. Thì bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. Đó, thì em ship hàng toàn quốc, thì những cái bếp ga này đều bếp ga của Nhật hết, hàng nội địa chứ không phải hàng xuất khẩu nhé. Hàng xuất khẩu qua Việt Nam mình thì bác mua giá biết rồi, hàng mới nó trên 3 triệu hết, không hàng rẻ đâu. Đó, thì đây như hàng nội địa thì nó hơn cái là nó có cái cảm biến chống cháy nổ đấy, và ga nó tiết kiệm hơn nhiều so với bình ga kia. Thì điều đó thì không phải quảng cáo nhiều nhưng khẳng định luôn rồi. Đó, thì em giới thiệu sơ sơ vậy thôi chứ các bác nên đây coi bếp ga Nhật thì chắc bác cũng đã tìm hiểu qua hết rồi. Đó, thì hôm con này là con hôm vừa rồi nhá, là số số 3 này, giá 1,6 triệu này. Đó, hôm nay em sẽ bớt giá cho các bác. Đó, một chút xíu nữa giá là 1,4 triệu đấy. Tại vì là bề kèo thì mình lại bán lại giá rẻ hơn. Nhưng mà con này bác nào mà mua được thì hơi bị tuyệt vời nhá. Mặt mũi con này không bị sao hết nhá. Vuông thành sắc cạnh luôn nhá. Đấy. Đấy, trên mặt nó các bác nhìn này. Đấy, nó không có vấn đề gì nhá. Bên trong lò nướng của nó. Lò nướng là lò nướng nguyên bản nhá, chưa có sơn lại nhá. Cái nào sơn lại là em nói sơn. Đấy. Lò nướng của nó. Đấy. Đấy. Giá 1,4 triệu. Chưa bao gồm phí vận chuyển nhé, bác nào mua thì trả phí vận chuyển rồi em. Bán hàng thanh lý mà đòi em trả tiền vận chuyển nữa thì chịu thôi, không có cách nào để em bán được. Rồi, đây mã số 1 nhé, 1,4 triệu bác nhé. Đấy. Một cái bếp ga mặt men nhé, lưu ý cho nó là mặt men đấy, không phải mặt sơn đâu. Rồi, để tiếp theo các bác nhé, một con Zinai nữa. Zinai nói chung là mặt nó giống như là màu cà phê. Đấy. Sản xuất vào 2014 các bác nhé. Bếp thì con này nó còn rất là sạch sẽ phía dưới. Đấy. Rất là mới bác nhé, sản xuất vào năm 2014. Thì con này cái mặt ở bên cạnh của nó bị do vận chuyển nên nó cạ và nó chóc lên tí men bên này. Đấy. Bên cái đường này, còn là trên mặt trên đấy thì nó chỉ có một vết ở chỗ giữa này thôi nhá, để cho bác coi. Đây này, mặt trên này nó chỉ có bị một vết này thôi nhá. Đấy. Còn mặt nó ok hết nhá. Bên cạnh này thì nó lại không có ảnh hưởng tới trên mặt nên là các bác có thể bỏ qua được. Đấy, giá nó cũng chỉ là 1,4 triệu thôi. Đấy, bác nào nhanh tay thì mua được những con nó phù hợp với cái mắt của mình và túi tiền của mình và sở thích của mình. Đây, nó lớn của nó nhá. À, thì con này có một cái là nó mất cái nắp khói zin của nó rồi, thì em bỏ một nắp khói khác lên. Đấy. Cũng của Zinai luôn thì cũng chả có vấn đề gì đâu. Đấy. Rồi, cái con này mã số 2 nhá. Giá của nó cũng bằng giá luôn, 1,4 triệu luôn. À, cũng xin thưa các bác rằng cái mẫu này bây giờ hàng cũng vẫn rất là đang mắc tiền nhá. Mẫu này người ta vẫn rất là ưa chuộng. Rồi, mã số 2 này 1,4 triệu. Và kế tiếp là con Zinai bác nhá. Zinai này mặt men nhá, sản xuất vào 2013. Con này mặt của nó là rất là đẹp nhá, mặt nó cũng cực kỳ là đẹp luôn. Riêng con này mặt của nó không có bị nỗi liềm gì hết các bác nhá. Đấy, con này thì trong lò nướng thì nó không được đẹp bằng hai con vừa rồi thôi. Đấy. Thì lò nướng nó cũng không phải là dạng quá tệ. Nó từ cái bù lại cái mặt nó vuông thành sắc cạnh luôn, không
không có bị sao. Zina 2014. Rồi, giá con này là 1.300.000, mã số 3 nhé. Đấy. Là bác mặt men ấy, mà đang còn đẹp như vậy, giá như vậy là quá tốt rồi các bác ạ, không thể rẻ hơn được nữa đâu. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho em nhé. Bếp ga mà giá có hơn triệu cái bếp ga mặt men, tình trạng đang còn tốt như vậy. Đấy. Thì bác không thể mua được ở ngoài thị trường đâu. Cái điều đó thì em dám khẳng định luôn. Rồi, kế tiếp các bác nhé, một con bếp ga nữa, mã số 4 nhé. Zinai luôn. Con này sản xuất vào 2013. Tình trạng mặt nó ok bác nhé. Nó lướng, nó hư, không hoạt động. Ý là có sáng nửa nhưng mà cháy được lúc là nó tắt. Thì bán cho, nhưng mà bác nào không cần nò nướng. Mặt nó ok nhé. Cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Một con bếp ga mặt men. Tình trạng là chưa có vệ sinh trong nò nướng bác nhé. Đấy. Rồi, con bếp ga này mã số 4 này. Rồi, con này bỏ qua bên bác nhá. Rồi, tiếp theo là con bếp này là bếp số 4 nhá. Nó nướng hư rồi, không hoạt động. Rồi, bác nào chỉ cần dùng cái bếp trên thôi nhé. Rồi, tiếp theo con mã số 4 các bác nhá. Thì con này tình trạng là hư nò rồi. Dòng là hai nò, là nò nướng của nó là hai tầng lửa nhưng mà nó hư rồi. Bếp mặt sơn bác nhá. Thì cái này bác về có thể sơn lại được. Đấy, sơn theo cái sở thích của các bác. Mặt sơn thì nó dễ thôi. Con này bếp phía dưới còn rất là mới. Đấy. Đồ sộ lắm, con này nặng lắm. Con này nặng mười mấy ký đấy. Rồi, con này bán cho bác cái giá là 700. Đấy. 700 ngàn. Nó nướng nó thì còn mới đó, sạch lắm. Mà nó nướng giờ nó không chạy. Nó chạy một lúc xong bắt đầu nó tắt. Không biết nó hư cái gì. Thì bác về nghiên cứu, em thực sự bây giờ em không muốn sửa nữa. Quá chán rồi. Không có thời gian để sửa. Đấy. Bán luôn. 700 ngàn, mã số 4 nhá. Dòng nó nướng hai tầng lửa đó. Thì em bán cho bác là vẫn đủ đồ như bác nhá. Không phải bán chứa đồ. Rồi, kế tiếp là con bếp về phía trên nhé. Nó nướng chưa vệ sinh, nói chung là bếp chưa vệ sinh, mặt sơn luôn. Rồi, giá 500k các bác nhé. Con này mã số 5. Bác nào nhu cầu mua thì alo cho em nhé. Nó nướng hư rồi. Cái nắp pin này của nó mất nhé. Đấy. Rồi, xin chào các bác nhé. Cảm ơn các bác.